Em chào các bác nhá. Hôm nay Hoa Lan Hà Nội tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái mặt hàng siêu tầm này. À, đó là dòng trầm sáu mắt. Mặt hoa như trên hình nhá. Đấy có một cây nở hoa em cho mọi người xem mẫu luôn. Đấy dòng trầm sáu mắt này thì trầm thì mọi người biết rồi. Hoa nó rất là thơm, nó thơm hơn phi điệp. Đó, cây của nhà em thì nó là những cái cây mà cao được tầm khoảng 7 cho đến 10 cm rồi. Mình trồng đến năm sau nó sẽ có hoa. Đấy, năm sau là cây nó sẽ có hoa nhé. Chầm 6 mắt rất là đáng để siêu tầm đó màu tím cực kỳ đẹp nha và có 6 mắt ở trên hai cánh này một cái cây này hôm nay em sẽ bán với giá là 40.000 và khi mà mua từ 5 cây em sẽ bao ship cho mọi người bởi vì là hàng siêu tầm nên là em sẽ bán kể cả số lượng ít em cũng sẽ bán nhá mọi người mua dưới 5 cây cũng được mua bao nhiêu cây cũng được nhưng mà dưới 5 cây thì sẽ mất phí ship là 30.000 cho em đây cây khá là đẹp và như thế này khá đẹp và chuẩn nhá còn mua từ 5 cây thì em sẽ bao ship cho mọi người hình thức cây nó như trên hình chúng ta nhận hàng thì có thể kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em cây đúng đủ tiêu chuẩn như em giới thiệu thì mình nhận hàng nhé em nhắc lại này trầm 6 mắt hôm nay em bán với giá là 40.000 một cây bảo đảm là giá rẻ nhất thị trường nhé 5 cây bao ship dưới 5 cây chịu tiền ship cho em là 30.000 đó hình thức cây cây nào cũng khá là đẹp và ok nhé mặt hoa em cho mọi người xem lại một lần nữa này đấy mặt hoa trầm 6 mắt rất là đẹp chúng ta mua hàng ấy thì gọi điện theo số điện thoại là 0974702106 tại vì số lượng hàng siêu tầm này thì mỗi loại em chỉ có ít thôi đó bác nào gọi điện mua nhanh thì còn mà nếu mà uh, chậm ấy thì có thể hết thì em xin lỗi nha số điện thoại đặt hàng em nhắc lại này 0974702106 em để dưới bài viết rồi nhá chầm sóng mắt quá là đẹp em chào mọi người